nhìn thấy gỏi ngon, cái này cả nhà mới vừa trộn gỏi xong nè. Gà này là gà ta nha, gà Thái Dương á, gà ta cho nên là ăn rất là ngon. Mới bắt cả tối luôn á. Đúng rồi đó, mới về tối mới bắt cả tối luôn, về làm bằng thịt lên luôn à. Kiếm cái nữa đi. Tôm gạt đã ha. Tôm này có thể ấy. Trời ơi, nhìn đồ cháo nè mọi người. À, cháo này là con núm, trứng non. Trứng non này là đúng là trứng non của vịt đó mọi người nha, chứ không phải là trứng non muốn ngoài chợ đâu, cho nên là nhìn dẫn chưa? Ngon ha. Rồi tàu món ngon không? Cách điều này em về đây em mập nữa nè cả nhà ơi. Mập nữa rồi. Tí nói gì Thảo? Tí nói gì Thảo? Nữa rồi. Ồ, cái này là lẩu nha mọi người. Hồi nãy tao chặt thịt vịt mà không xuống quay. Nhớ lên YouTube cắt xuống con đứng nè. Nó con nhỏ này lâu lâu vậy làm biết quá nó đứng xong rồi con ơi. Tại cái lúc mà chị Măng cái lúc đó nhạc ầm ầm cho nên em đâu quay được đâu. Nên là phải xem là cách ăn ở gì sao. Đó mọi người thấy đám giỗ miền Tây thấy không? Lâu lâu có đám giỗ đám tiệc này kia là bà con họ hàng xôm tụ là rất là đông vui luôn à. Ôi mọi người. Bắt ba cục gạch. Là gù nha múc nghe. Là là gù gà vịt vịt đúng không? Là gà vịt. Vịt là gù vịt. Thì có cháo là cháo gỏi là gà thôi. Này toàn bộ là vịt luôn. Vịt là vịt sim á chị. À vịt sim. Dạ. Đó mọi người nhìn. Em chảy nước miếng rồi đó. Chiến này chị Thảo mập nữa nghe tía. Mập nữa rồi đó. Dựng quá ngon quá. Cái này mà chấm với bánh mì ha. Đúng rồi. Chấm với bánh mì xong rồi chút xíu muối tiêu chanh ha. Dạ. Trời ơi. Ai bà con cô bác anh chị nào mà ở xa xứ ở xa quê hương đó mà mình là dân người miền Tây á, gặp cái món này là thèm chết luôn á. Ừ. Nhìn là đói bụng liền không mọi người. Lấy cái bánh vào rồi. Đó, cái vừa. Nó điện không mất mát mà nó qua nó đi bằng nước sao mà tiếp không phải giảm được nhỏ mà không có gì quay mấy lần kia lén làm thử miếng đi thì thôi đi mấy dĩa làm mấy dĩa đi thử hai dĩa làm sao nhớ thấy hả sao cho đẹp đẹp rồi nó xin nhớ rồi. Ê, món ngon đã hết rồi, giờ là đầu đầu gà cánh cổ đó, đầu gà cánh cổ xương xíu quách đó. Mọi người ai mà muốn ăn gặp xíu quách đây năm thì gặp câu là lủng liền. Trời ơi nhìn con gà qua giờ ăn có cô dịch ba cái hả chị ha. Ôi ít ăn. Tối quốc hai hai có một con gà đó. Dạ ăn cái phao câu vịt nó đủ rồi. Cái phao câu nó bự rồi. Ăn phao câu bổ phao câu. Chào ba. Chào ba. Rồi chào đi, giờ bệnh nồng mệt. Đi ba. Đi ra tới đây hòa tới đó. Anh ăn chà. Đi ba đâu? Dạ dán qua đây. Ai chả? Trời công nhận đó. Nó ăn không đã, nó lại nó đi qua đây nữa. Trời ơi là trời, qua đây ăn đã hả? Qua đây mày ăn giúp chừng ngon hơn các bạn. Có đây thấy khác. Ăn gì đâu, đi qua nhậu không sao, uống không mà. Thôi mấy bạn. Ăn bù quá không? Không ăn bù. Chưa, nó ăn uống gì vậy? Quay phim luôn nè. Trời ơi. Đó là vô tốt ăn dụng ăn dụng hoài gì Năm Thi. Quay phim hoài cho mày ăn đi. Ê, trời ơi. Rồi sợ gì nữa bà con ơi. Út lên vô tốt đó, Út ăn dụng á nha. Ăn dụng mà nó chen lắm nè.
không ăn vô cũng ngon mọi người. Mời lên bàn mình thì mình có thấy cái thao xương đầu gà cánh cổ này đắt hàng quá ha. Mình có một cái bao tử mình ăn này nó. Đây là dịch cạn là ngày những cái giò bò đây không ai ăn trơn cái gì nè, tôi bỏ ai ăn mà sao tôi xương lại ăn vậy. Thôi chưa ạ. Mày đi. Nhí chưa? Chờ chờ. Nó hạ không lên hả? Không. Hai mày không biết. Có ba lên nè, ba nhậu. Ba nhậu chi ba nhậu nha. Mọi người, bây giờ là tất cả những món ăn được bày lên bàn để cúng ông bà hết rồi nè. Đó, em quay cho mọi người xem nè. Nhìn thấy hấp dẫn chưa? Bây giờ nhiệm vụ cao cả của các anh trai làng đó là nướng bò lá lốt nha mọi người. Đặc sản Sài Gòn đó là bò lá lốt năm thi đó.
thì đó, 10.000 cây là nó không có nổi rồi. Bởi vậy để tốn kém nữa. Dễ gì không đem mà. Rửa cao quá. Mỗi lần đi rồi mỗi lần khách về khách lên nha. 10.000 cây luôn. Đem lên luôn hả? Đó, mọi người nhìn thấy màu bắt mắt chưa? Hello mọi người, hello mọi người. Triệu Chính. Vô lên đây, mới đi vô lên đây. Vô hết hả? Thứ gì bằng luôn á. Tét cái nát. Xuống ha. Người nướng con người thì ăn ha. Hết thảy. Hết thảy con bà bảy luôn hả? Thảy con bà bảy luôn. Vô, ăn chị nè. Có ra là dễ uống. Trời ơi kìa. Nhậu luôn. Quay không nghe, chú nhẹ luôn, quay lưng luôn. Anh này là cho chủ dàn nhạc nha mọi người. Nha mọi người. Đó. Vô, chị em mình. Mát quá. Muốn là biết anh này nè nha. Dứt lẹ lên coi. Thôi, muốn nó không biết uống. Tôi mà dứt đây tôi quay mà. Tôi quay đứng hồi này tôi quay lên. Đưa đây tôi quay mà cho. Không biết uống. Uống không uống bia tao cười chết luôn á. Rồi tự quay đi. Biết sao thành phố uống bia không được. Trời ơi, về quê mình gì thì thứ gì chưa nổi. Có còn chín đó em cục bay. Sợ không chín rồi. Thôi nó còn sống á, chưa rồi. Chín đâu còn sống nhăn à. Chưa ăn được. Còn sống nhăn à, chưa chín. Giờ em lấy rau ra đi. Ra tôi cắm đi. Chừng nào tới phần chị ăn nó mới chín, em ăn chưa chín đâu. Chưa có chín. Cũng còn sống nhăn à. Thế mà đỏ đỏ chứ còn sống nhăn à. Em đi khúc bóng thì nó mới chín. Chứ cái dòng của em đây nặng nó không có chín. Quá trời chị Thảo. Nè đâu mà thử con này có thể chín kẹt nó được. Nói cùng nãy giờ thì uống chưa ăn được gì. Cùng này nè uống lên. Cùng này bữa được đó. Nào. Này nè. Ừ. Chưa anh ơi. Chắc là nắng quá. Trong khô. Chín à. Ông Minh ông làm lựa chỗ nướng thiệt độc. Nắng nóng ở trên, nóng ở dưới, nóng nó mới lẹ chín. Què nắng chích mẹ luôn, nãy tao ghi lại gốc dừa nào. Gốc dừa nữa đó. Nó lộ á. Gốc dừa nó còn nóng em. Đi đúng rồi, uống bia phải đi đá. Đi đá nó mới đủ lạnh, ngủ sao lạnh. Đi nghỉ ra đây luôn nè. Quên đâu. Nói dọn tỉnh, không có tỉnh nổi đâu. Còn mấy lấy cái lon mà đựng nước đá hả cơ. Lon bằng nhôm á. Nhậu về biết bao giờ xỉn với anh. Sao sáng đi ăn sáng ở đâu hả? Anh này, anh gì nè, anh Quy nè. Quy sáng đi kia ăn sáng đâu ạ? À? Đi vô không vô. Lấy chị nha. Nhiều chỗ đâu đánh chớ vậy luôn. Nhìn mấy ông này ngồi có nhậu ngày biết chưa vậy? Trời ơi chân vô đây gói thôi. Trời ơi vậy luôn á hả? Có heo luôn hả? Trời ơi. Bạn biết ăn. Có mẹ đi uống anh gái ơi. Có gì vậy? Khói rồi. Vết mèo. Trời ơi. Thứ chưa nói nhìn đây kìa. Quá hấp dẫn. Chị Thảo ơi, chui. Chị Thảo rồi đi. Hỏi cay quá à. Cay quá. Nãy ăn miếng rồi, ướp sẽ tới cay quá. Cho chị cái quẹt luôn á. Em ăn không được, em không ăn được. Được, cha thấy bóc quẹt cha. Trời ơi, ba cái mực của nó đâu mà nó khóc lắm rồi. Này, đẳng à. Anh là về là mua mực về cho em Út ăn giờ anh khóc vậy. Mẹ coi vậy. Đúng rồi. Quan trọng cái là nói đầu tiên á. Anh là hỏi mua mực trên hay là mua về nước cho anh em Út ăn. Thì giờ em Út ăn mà anh hai khóc rồi. Em ăn đi, em khỏi lên tạm. Anh này lớn rồi. Em ăn vậy chứ em làm tới chiều luôn anh ơi. Không được ăn. Ăn lần một á. Lần một á. Cái cậu đâu nữa. Tại đi mập. Bia đâu không ai gót đâu, tao khát nước hồi nãy vô chết nè. Tôi miếu này đang đá rồi, anh lấy được. Cái gì mà giờ nướng giờ lẩm vậy sao? Tôi mà phải cho tôi ken ken tôi quýnh mới hết ra được. Nhà nhạc là tôi quýnh lo văng ra ngoài luôn à. Không có chủ mà. Ken đúng không? Ừ, đâu có chủ. Đánh người hơi nhà nhạc nữa hả? Bên Sài Gòn hay sao? Ốc thôi dính dục dẫn luôn, không có chủ. Sài Gòn hay sao? Hả? Sài Gòn. Còn đưa quay uống cái. Ép nát.
lẹ lẹ uống cái đây mấy ông cứu nội ơi. Nay cũng biết đỏ đỏ mặt rồi nè. Rồi chọn bạn nó đi bưng lên. Không biết uống được nhiều mà chọn lên đi. Giờ chọn lên đi. Lên ngồi cái nữa hả? Ngồi chứ. Vậy là nay trưởng thành rồi đó. Cái chọn là trưởng thành rồi đó. Trưởng thành là không rồi đó. Rồi. Đẹp quá. Em anh ha. Em nhỏ tuổi. 23. Rồi, dẹp đi. Nhậu luôn. Hết giận quá. Nay giận quá. Thôi. Không cũng hết là cũng hai ba thằng ôm nhau mà khóc à. Rồi. Ơ kệ sẽ có người khóc chung. Có hai đi. Rồi gấp bọn vậy. Đó. Nhường phần tranh hai đó đâu thôi anh hai khóc nãy giờ. Đây anh hai này bự lắm, cắt cho. Cắt cho. Cắt cho. Em cắt cho. Công phu của tôi lăn lộn, tôi giành giật, tôi nhào đầu bản cổ. Để em cắt cho. Em dâu à, để em chạy. Cổ mình á. Ê, cắt là của người ta nhiêu còn nhiêu nha chứ nó không có bị mất. Không mất miếng nào nha chưa. Chị Thảo nhìn rồi thôi, thấy rồi. Trời ơi, kìa thấy không? Đó. Cắt chùm luôn đi. Anh hai có đếm là được nhiêu miếng không anh hai, đúng rồi mất miếng rồi nha. Hồi nãy là 2 kg bây giờ mà còn có nhiêu đó đó. Nó héo quá trời luôn. Mực nó dột mày. Đéo. Không mực ở đây nó kỳ sao? Đó, không phải anh. Do cái nắng với cái lửa ở đây kỳ lắm bây giờ. Mực nó ốp đá mà. 2 kg của anh hai mà giờ còn lại nhiêu đó. Chết luôn, cái này là thua. Héo lại. Mời mấy bà cái này. Tôi là lửa. Dưỡng tám không có gì. Tôi nào tôi biết bệnh nè. Tôi bự dưỡng tám đi á. Cắt làm gì miệng nhấp nhép chắc hao nữa rồi đó. Bị hao hụt nữa rồi đó. Đừng nhịn hai đừng nhịn. Dạ không. Mọi người thì tại vì lâu lâu con cháu mới họp lại một lần vì có đám tiệc này kia đó thì con cháu mới họp lại một lần nên là hôm nay là gia đình là bưng nguyên dàn nhạc luôn nha mọi người. Đây tại vì anh này là chủ dàn nhạc nhưng mà là cũng là con cháu trong nhà cho nên là đem nguyên dàn nhạc tới. Chút xíu là sẽ hát linh đình luôn. Đó mọi người thấy không, nguyên một dàn lo hết hồn chưa? Đây, đây là phó dàn nhạc. Đây, chủ ơi, đây. Em cu ly. Chút xíu mọi người muốn hát bài nào thì mọi người cứ đăng ký cho mọi người nha. Chết chưa? Cho các bạn phụ nữ người ta trong kia ta im lặng không à. Các bạn có phụ nam ngoài này sao mà nó rơm rã trơn à. Không phải, không có người nào chơi rơm rã trơn. Dạ anh em vô ăn không? Sao mới làm tôi sao rồi? Ừ. Ông ngồi đâu? Ngồi đâu? Vô đây đi. Vô rồi. 1 2 3 vô. Ừ, có được. Có rồi. Mày thôi đi vô mà giờ ảnh nó uống bệnh rồi. Nó uống nguyên rồi. Hôm nay tao đâu uống vậy. Làm bảo vô thử coi sao. Anh tên là không biết chuyện gì. Thấy còn nữa nha. Đồ nè. Thôi về tính theo đi. Thôi về qua đây ngồi luôn. Chuẩn bị bốn chén à. Có cái muỗng cái giá gì muốn cháo mày. Mẹ cái muỗng muốn cháo mẹ. Mẹ bà không nước mè với tôm. Sao? Vô dính đây. Vô dính đây hả? Sao? Em biết hồi nãy giờ quá trời mồ hôi anh. Nước mực á. Nước mực. Nhắc tới nước mực cái chừng không cho luôn nè. Mà thấy nước mực cực khổ không? Chắc có lẽ vậy luôn á. Chắc có lẽ vậy luôn á. Hỏi anh nãy giờ ăn không? Chiều tặng vậy bốn cái mực. Bốn cái chuột. Chuột cắt hơn. Bé còn nhiều mà. Chuột nghỉ ăn rồi. Mực cũng giờ cũng không ăn. Ăn chuột cắm giận rồi. Tôm tôm ăn không? Tôm với cá lóc đậu ăn không?
Tôm bây giờ không ai con cũng điện về đây cũng điện hai mốt ăn hai cục mực cứ chửi bán sớm giờ không đâu cuốn gì à cuốn vậy liền nha nhanh nè 1 phút 30 giây nha đẩy cuốn chưa hết mình cuốn hoài ta mới cuốn này rồi đó lại hậu vô cuốn đi xuống đi vô đây ngồi đi em cuốn đi mà cuốn còn không bỏ cái lại đây đây đang quấy rồi quấy không mày các bạn phụ nữ mình trong đây im ru rồi ha, phụ nam quá trời sùng rồi đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.